GDP 6 tháng tăng trưởng 3,72%. Con số này là nhờ kết quả tăng trưởng GDP quý 2 đã khởi sắc hơn quý 1, thế nhưng vẫn còn không ít thách thức. Trước tiên, chúng ta hãy cùng phóng viên Tài Phan điểm qua một vài con số đáng chú ý để thấy rõ hơn bức tranh kinh tế vĩ mô nửa đầu năm nay. Xin kính chào quý vị khán giả. Nếu mà xét 3 khu vực kinh tế chính thì ngành nông lâm nghiệp thủy sản vẫn đảm bảo hoàn thành vai trò trụ đỡ cho nền kinh tế, duy trì mức tăng 3,07% so với cùng kỳ, đặc biệt là khi thời tiết những tháng đầu năm tương đối là thuận lợi. Trong khi đó, khu vực công nghiệp và xây dựng đã khởi sắc khi quý 2 không còn tăng trưởng âm như quý 1, thế nhưng mà vẫn là chưa đủ khi mà chung quy 6 tháng chỉ tăng hơn 1% thôi. Vậy nên kết quả tăng trưởng quý 2 vẫn khả quan hơn tất cả là nhờ khu vực dịch vụ tăng tới 6,33%. Áp lực không nhỏ từ thị trường thế giới khiến ngành công nghiệp chế biến chế tạo, đặc biệt là xuất nhập khẩu, ảnh hưởng đáng kể. Xuất khẩu giảm 12,1% so với cùng kỳ, nhập khẩu còn giảm nhiều hơn. Tuy nhiên bên cạnh lực cầu nội địa thì tín hiệu tích cực còn tới từ khu vực đầu tư. Trước tiên là đầu tư nước ngoài khi mà có tới 1.293 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 6,49 tỷ đô la Mỹ, tăng 71,9% về số dự án và tăng 31,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài và triển vọng phục hồi mạnh hơn những quý tiếp theo. Cùng với đó, đầu tư công ước đạt 33% kế hoạch vốn cả năm, đạt 232.000 tỷ đồng 6 tháng, tăng tới 22% so với cùng kỳ. Tựu chung lại, dù chịu những áp lực không nhỏ từ bối cảnh thắt chặt tiền tệ toàn cầu, nhu cầu đơn hàng thế giới giảm mạnh, thế nhưng mà ít ra những ngành mà chúng ta có thể tự chủ như là nông nghiệp, dịch vụ thì vẫn đang là trụ đỡ bền vững, giữ vững được nguồn cung năng lượng dù có thời điểm rất là khó khăn. Trong khi lạm phát vẫn được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ trong bối cảnh có nhiều áp lực tăng giá các dịch vụ. Và qua chia sẻ vừa rồi, có thể thấy nổi bật hơn cả là lĩnh vực dịch vụ vẫn đang là lực kéo chủ lực nhờ lực cầu nội địa. Nhìn cụ thể hơn thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm nay theo giá hiện hành ước đạt là hơn 3 triệu tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Và câu chuyện tại thành phố Hồ Chí Minh là một điển hình. Lượng khách du lịch tăng mạnh, đặc biệt là khách quốc tế trong 6 tháng qua, đã giúp doanh thu của công ty du lịch này phục hồi đến 90% so với 6 tháng năm 2019. Đơn vị cho biết sẽ tận dụng các chính sách hỗ trợ mới từ nới lỏng điều kiện visa, giảm 2 điểm phần trăm thuế giá trị gia tăng để đẩy mạnh khai thác các mùa du lịch cao điểm sắp tới. Đã có cái sự đa dạng của cái dòng khách đến với mình rất là nhiều nước trên thế giới, thì như vậy là sau dịch đánh giá được cái việc là cái gọi là cái độ phủ của thị trường về tìm kiếm điểm đến du lịch Việt Nam nó cũng đã có cái sự chuyển biến tích cực. Quốc hội cũng mới vừa thông qua cái việc là nới lỏng visa cho khách quốc tế, thì như vậy theo như cái mục tiêu của công ty đưa ra của năm 2023 thì chúng tôi cũng đã gần như là hoàn thành cái kế hoạch của mình. Du lịch là điểm sáng của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm, khi tổng doanh thu tăng đến hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượt khách quốc tế tăng nhiều gấp 4 lần, đưa khu vực dịch vụ trở thành bệ đỡ cho tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong nửa đầu năm tăng hơn 7% so với cùng kỳ. Nửa cuối năm có nhiều điều kiện thuận lợi để kích cầu tiêu dùng. Các sở ngành đang tập trung nhiều giải pháp. Trước đây thì mỗi năm mình chỉ tổ chức là 2 lần, và mỗi lần vậy cái khuyến mãi tập trung thì nó chỉ 1 tháng. Nhưng bây giờ thì là Sở Công Thương có tham mưu là tổ chức 3 tháng liền để mà kích cầu. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố cũng tăng mạnh trong quý 2. Ước tính đến hết tháng 6, giá trị giải ngân đạt hơn 14.000 tỷ đồng, tương ứng hơn 23%, kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng vào nửa cuối năm. Đặc biệt khi thành phố Hồ Chí Minh được trao một số cơ chế đặc thù theo nghị quyết 98 mà Quốc hội vừa thông qua. Nghị quyết 98 thì trong đó có 44 cơ chế chính sách thì liên quan đến từ đầu tư công cho đến đầu tư tư nhân, cũng như là vấn đề là tạo cái cơ chế, tạo một cái bộ máy về vấn đề sắp xếp về nhân sự cũng như là cái tiền lương, cơ chế tiền lương như thế nào để làm sao cho cái hoạt động của bộ máy của thành phố thật là sự hiệu quả. Giới chuyên gia nhận định, mặc dù còn nhiều dư địa cho tăng trưởng, nhưng bên cạnh đó cũng không ít rào cản khi thị trường thế giới còn khó khăn, làm ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp, thương mại hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, mục tiêu tăng trưởng cả năm 7,5-8% vẫn còn gặp nhiều thách thức. Rõ ràng là chúng ta đang nhìn thấy xu hướng phục hồi. Tuy nhiên, với tốc độ phục hồi như hiện nay thì để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm là 6,5% thì mức tăng trưởng nửa cuối năm cần phải lên tới tận 9%. Rõ ràng là một con số thách thức, phải không anh Hoàng Nam? Vâng, đúng là như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải để ý rằng là hàng loạt chính sách hỗ trợ kinh tế và doanh nghiệp cũng sẽ bắt đầu phát huy hiệu lực. Đơn cử như giảm thuế VAT 2% từ ngay đầu tháng tới. Việc hạ lãi suất điều hành lần thứ tư cũng đang dần kích thích nhu cầu vốn của doanh nghiệp, rồi đẩy nhanh giải ngân đầu tư công để đưa lượng vốn mồi ra nền kinh tế.
Chia sẻ với VTV Money, lãnh đạo vụ đầu tư Bộ Tài chính cho biết, dự kiến tỷ lệ giải ngân cả năm sẽ đạt 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, so với mức khoảng 30% hiện nay. Đây sẽ là động lực rất lớn cho nền kinh tế trong những tháng tới. Nhưng mà có một cái băn khoăn hiện nay là với những cái chương trình kích thích như vậy thì lạm phát có phải là một vấn đề cần quan tâm? Đúng như chị Hải Vân chia sẻ thì lạm phát cũng chính là lo ngại được đặt ra trong cuộc họp của Tổng cục Thống kê sáng nay. Vụ trưởng vụ thống kê giá thẳng thắn chỉ ra những thách thức, tuy nhiên ở chiều ngược lại cũng có những yếu tố hỗ trợ kiểm soát áp lực lạm phát. So với cả các quốc gia thì Việt Nam chúng ta vẫn là nước mà nằm trong cái nhóm nước mà có cái mức lạm phát thấp, khi mà CPI tháng 6 năm nay của chúng ta tăng là 2% so với cả cùng kỳ năm trước, và bình quân 6 tháng đầu năm 2023 thì CPI tăng là 3,29%. Vấn đề về cái nguồn cung của hàng hóa thì hiện nay chúng ta đảm bảo rất là tốt đối với các cái nguyên liệu, các cái hàng hóa thiết yếu cho đời sống của người dân, cho nên là chúng tôi đánh giá rằng là cái việc mà chúng ta tăng lương thì sẽ kéo theo giá cả hàng hóa tăng lên, nhưng mà sẽ không có sự tăng lên một cách đột biến. Và đồng thời là trong cái thời gian vừa qua chúng ta nhìn nhận cái sự chỉ đạo điều hành giá của chính phủ thì chúng tôi cũng tin rằng là sẽ không xảy ra cái tình trạng mà giá cả hàng hóa dịch vụ sẽ tăng quá cao. Những tháng cuối năm sẽ còn thách thức, đặc biệt là từ bối cảnh nhu cầu kinh tế thế giới phục hồi chậm, xung đột địa chính trị hay chính sách tiền tệ quốc tế vẫn có thể thắt chặt, cùng chính sách khó lường từ các nền kinh tế lớn. Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê vẫn đặt ra 4 kịch bản tăng trưởng GDP khả quan cho cả năm, với mức thấp nhất là 5% và cao nhất đạt 6,5%, phần nào cho thấy mức tăng trưởng ít nhất là 6% trong những tháng còn lại của năm.